Chủ vị, trong đại đa số các hồ sơ nghi thức, chủ vị đều chỉ chung toàn bộ hậu phi, từ thái hậu đến thượng tại, không phân biệt phải là tầng vị trở lên mới là chủ vị một cung. Từ tầng vị trở lên khác biệt rất nhiều so với quý nhân trở xuống, nhưng không có nghĩa tầng là chủ vị mà quý nhân không phải chủ vị. Hậu phi của Càn Long đều tóm chung là Càn Thanh Cung chủ vị, nhóm hậu phi của Càn Long gọi là Càn Thanh Cung vì dù là Càn Long có ở Dưỡng Tâm Điện thì Càn Thanh Cung vẫn là chính vị của ông, cũng có thể coi như là biệt danh của hoàng đế nhà Thanh. Họ Khang Cung chủ vị là nhóm hậu phi của Thế Tông Cung chính. Nương nương, một danh xưng hay thấy nữa là nương nương. Danh xưng nương nương cũng áp dụng cho toàn bộ hậu phi, không phải kiểu chủ vị một cung. Từ tầng vị trở lên như phim đề cập, quý phi nương nương, dĩnh phi nương nương cũng có thường tại nương nương. Nội đình chủ vị trong lịch sử sơ phong thấp nhất đều là thường tại, chỉ khi qua giáng vị mới thấy xuất hiện bị làm đáp ứng. Có thể vì đáp ứng là một phân vị giữa hậu phi chính thức và quan nữ tử nên hay bị loại riêng ra.